không, cái tai em là khác. Tại cái tai em á là không phải do cái tai mà là do cuộc sống khổ. Cho nên phải giải quyết cuộc sống khổ thì cái này mới hết. Sao nhậu dòm cũng được. Thường thường đó là cái dòm đá là hay chỗ là khi mình dòm đá nó sẽ kích thích, thích cái thiết của mật, nó làm cho tiêu hóa cái thức ăn của mình. Mẹ em bị sỏi mật thì thành ra mình là làm nó rất là tốt. Nên nó là những lúc mà ví dụ mình ăn uống mà mình hơi tham ăn một chút rồi mình đầy bụng rồi mình khó chịu á, đừng nói gì hết, cứ vô trồn đá chút xíu ổn liền. Còn uống rượu á, mình uống hơi quá chén tí thì giờ mình trồn đá cái là tỉnh táo lại liền, nó giải rượu liền. Cái đó là hay. Rồi bác trồn gì? Em trồn tùm lum thế. Cái gì cũng trồn thế. Rồi thích quá à. Bởi vì nói cái gì cũng trồn có nghĩa là thích lắm. Cái cục đá nó thân thiết với mình. Khi em làm cho coi như là ba cặp xếp hàng xong rồi em nằm lên luôn hay quá. Cô mua một cái lò nướng mà làm một lúc 10 bộ. Thế thì lò nướng mình thêm 10 bộ thì đó. Không, lò nướng Thổ Nhĩ Kỳ nó 380 độ nhưng mà mình xài 250 thôi. Mình xài một nửa. Rồi 250 độ C là vừa rồi, đừng có làm cao quá. 250 cứ gọi thì nóng lắm. Dạ. Cái cục đá đêm luôn. Đúng rồi, mình làm cái đóng đúng rồi nó đêm. Đúng. Ok. Đây, cái khó này tay em nó hay bị lạnh. Thì cái đó phải không? Tê, hai cái họng, tê, chỉ cái hào tay. Bị lâu chưa? Bị thì cũng lâu là bao lâu? Đúng rồi, bị gì tôi hỏi lâu hay không á? Vậy cái em đi khám đó, em bị ngoài thần kinh ngoài yên. Không phải. Tại vì á, là nó nói đại luôn á. Tại vì thường thường mà khi bị hai cái tay á. Lúc nào cũng lạnh á, tối kia em về cũng phải ngủ. Mà bị lâu rồi á? Bị đeo găng tay, tối ngủ bằng áo. Rồi được rồi, để trả lời cho nữa. Rồi á là bị lâu á thì ta nghĩ đến cái chuyện mà là rối loạn cái thần kinh thực vật thì nó làm cho cái hai cái tay như vậy. Nhưng mà nếu mà chỉ bị mới sau này, 3 năm sau này thì nó do kèm cái cuộc sống khổ nó mới làm cái hiện tượng đó. Cho nên là có trường cách mấy nữa thì nó cũng đỡ lên cái nông khổ. Mà muốn cho khổ thì phải mua cái tay tay khổ này. Rồi nâng cổ hàng ngày một ngày, phải nâng 2 lần, một lần phải 30 phút và nâng liên tục trong vòng 3 tháng thì mới ổn được. Ok. Rồi, tiếp. Thầy cho em hỏi, ở đây em được thầy hướng dẫn là trường gan, trường thận này. Nhưng trong trường hợp mà khi học thì rồi một thời gian quên bài đi, em không nhớ cái từng bước đó, bây giờ là em đau chỗ nào, em trường chỗ đó được hay không ạ? Được. Thường thường đó là mình nhớ cái điều này nè. Thế mà chồm đá đó thì cái căn bản của chồm của mình đó là gan, thế là duy nhất cả. Và luôn luôn chồm nóng, không được chồm lạnh, thấy không? Còn những cái chỗ khác đau thì chỗ nào mà đau á thì mình cứ chồm nóng, mà hết chồm nóng vô mà thấy nó đau hơn thì mình chồm lạnh, hiểu không? Tức là mình phải thử qua. Bởi vì á, là có những cái chỗ á, nó bị sưng nóng đỏ đau á thì chồm lạnh nó kết quả. Nhưng mà chồm nóng nó bị đau nhiều hơn. Cũng như mà mình đi mình té bông gân á thì mới bị bông gân á là đừng bao giờ chồm nóng, hoặc đừng bao giờ bôi dầu nóng vô, thì đó là bệnh thêm nặng. Mình chỉ cần cho thêm lạnh vô thì nó hết đau, nó hết bông gân. Chồm lạnh là tuyệt vời. Đó là khi nào mà mình về mình nhiều khi đá mình không đủ, mình đâu có ngâm trong cái ngăn lạnh đâu, thì mình lấy nước đá mình lấy nó cục á, mình bỏ vô trong cái xô
rồi mình lấy nước mà nó đã làm lạnh sẵn mình đổ luôn cho thiệt lạnh, nhúng cái dư đó cái nó hết con gân neo, để một lúc cái là nó hết sinh hết đầu gân nó trở lại bình thường liền. Cái cục đá đó mình mở cục lạnh bao lâu thì đủ. Thì mình để lúc nào lạnh thôi. Như điều con gái khi mình chườm lạnh, ý tôi nói là cấp cứu mà mình không có thì mình lấy nước đá mình làm. Thấy không? Rồi khi mình chườm lạnh hết bông gân xong rồi, ngày sau bắt đầu mình chườm nóng lại thì nó đánh cái tổn thương thôi, chứ còn chữa cấp tốc thì dùng cái chườm lạnh. Ok, câu hỏi tôi lên. Dạ, em xin hỏi câu nữa. Thưa thầy, cái chườm đá đó thì trong một ngày mình chườm tối đa được bao nhiêu lần? Thứ nhất là thí dụ là gan bao nhiêu lần, còn ngoài ra cái chỗ mà mình đau á, chỗ nào mình chườm gì đó thì khi đó chườm bao nhiêu lần, tối đa là bao nhiêu lần trong một ngày? Khi mà chườm của mình á, cái kinh nghiệm mà chườm á là chườm gan chỉ cần một lần dọn đêm thôi, nhưng mà phải chườm là sao cho nó nóng hơn 2 giờ đồng hồ thì mới có giá trị. Còn những cái điểm khác á là chỗ nào đau thì mình chườm chỗ đó vậy thôi. Vậy tay em đau chuyện gì? Không, cái tay em là khác. Tại cái tay em á là không phải do cái tay mà là do cột sống cổ. Cho nên phải giải nguyên cái cột sống cổ thì cái này mới hết. Cái thì đương nhiên là đang bị lạnh thì chườm nóng vô đỡ đương nhiên rồi. Nhưng mà ý tôi nói cái gốc á là phải làm nâng cái cột sống cổ lên. Để rồi tối mình ngủ á, mình vừa chườm gan vừa dùng cái khăn á, mình chườm cái cổ mình á. Thì cái gốc là cái cổ, còn cái tay là chỉ là cái ngọn thôi. Ok rồi. Dạ thầy, cho em hỏi về viêm xoang mà mình chườm cổ đấy cũng không hả? Cái đó là ổn, nhưng mà trong cái viêm xoang á thì thiệt ra là bệnh của nó là bệnh của môi trường. Dạ, cho nên em ra khỏi Sài Gòn này thì em nghĩ giọng khỏi hẳn, chứ Sài Gòn này là nơi ô nhiễm độc địa mà. Dạ, ngày nào cũng hít dưới ba cái khối bụi khối xe, em đâu thoát được. Thì chỉ có cách là em về em chịu khó xông hơi rồi nọ, rửa mũi cho nó sạch sẽ hàng ngày, làm vệ sinh đó. Rồi sau đó là em chịu khó chườm những cái xoang này nó đau vậy thôi, rồi khi nào là rời khỏi Sài Gòn về quê đâu đấy? Dạ, Cần Thơ. Cần Thơ đó, tính đón về Cần Thơ. Em không có nghĩ cho mình sạch bỏ tay, nói chung là bỏ tay đó. Thầy em chườm một tháng đó thầy, thì bị nó mở rất là quá nhiều. Vừa bớt nè. Thứ hai là vừa mấy ngày đậu phân nó đen. Cái gì vừa nữa đó sao phân nó vàng. Cái đặc biệt của cái chườm này á là thứ nhất là mình đi cầu mình thấy nó phân khô sỏi hơn. Cái thứ hai nữa là một cái đặc điểm rất là lạ là khi mình chườm xong á thì mình đi tiểu nó tanh hôi lắm. Cái đó là nó lọc giữa cái gan cái thận mình. Thành ra là mình mất cả tháng trời thì nó mới sạch hết, thì lúc đó là cái tiểu khô mà nó ngon mà. Ok, tôi chúc mọi người học giỏi. Viện nghiên cứu và ứng dụng bấm huyệt thập chỉ liên tâm.